Hey, xin chào và chào sình. Làm cái gì đó lại chứ không, nó lăn mẹ nó xuống núi. Hôm nay mình sẽ chơi môn gì? Chơi môn chùm lửa. Củi đã bẻ sẵn để đi lấy trên rừng. Đi ra! Phải lắm xa loài người chút xíu. Sáng rủ đi ăn sáng. Ở trong này lên xa loài người là được rồi. Gì chó? Đây là cái củi dầu. Củi thông mà nó còn dầu. Thì cái nào chụp lửa rất là tốt. Cái này có thể đi kiếm là có thể ra chợ mua. Có hai phương án lựa chọn. Bạn chọn phương án nào? Không mà nãy lên trên núi khá nhiều củi đấy. Cái mặt mũi sáng dậy chưa rửa luôn, có ghè không? Đâu rồi? Khó đâu ta. Đây. Nói chung là sau cái mắt mà show phần 1 thì mình cũng cảm ơn đồng bào rất là nhiều và đã đón xem, đã ủng hộ mình làm tiếp những tập như thế này, làm tiếp phần 2. Nhưng mà nếu đồng bào không ủng hộ thì mình cũng vẫn làm thôi, tại vì mình thích mà. Mình thích thì mình làm thôi chứ mắc gì là phải không làm. Thế mình thấy thì những cái clip như thế này nó là cái lứa tuổi từ 18 đến 34. Không hiểu tại sao. Và những gì mình nói thì chẳng qua là nói cho vui thôi chứ nó đâu có bài học kỹ khô như mày đâu. Nó cũng đâu có triết lý, đâu có lời khuyên, đâu có bất cứ một cái thứ gì tốt đẹp gì như mày đâu. Cho nó cháy cái lửa lên mình nói tiếp. Như cái thực tế với bản thân mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi, thì mình cứ làm những gì nó có ích cho bản thân mình thôi. Mình thích có ích cho bản thân mình là được rồi. Coi thêm đây nè. Cái đó khá nhiều lượt xem á. Còn mấy cái mà những nhà tự do học gì đó, tại sao không ai thấy ai xem hết vậy? Vô xem đi, nó nằm đó luôn á. Tối hôm qua ngủ lạnh run luôn, gió thổi mà tưởng bay luôn tóc này. Gió thổi bay luôn cái nóc chưa gì chó, mày nằm ngay cái micro mày sủa vậy sùm nữa. Nín mày, tí tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Sáng dậy là phải đi lên rừng, lên núi lấy một đống củi về nấu cơm rồi. Bây giờ lên nó có dơ không? Hình như có dơ lòng nó một cái. Giờ là sẽ cho thêm củi vào, củi to to thì nó mới cháy được, còn mấy củi nhỏ chỉ để mồi thôi. Cho một cái không được, to to thì nó mới có than mới chín được cơm. Các bạn trẻ à, hãy sống cho mình đi, đừng có làm những điều lớn lao cho người này cho người nọ, mà sống cho mình một cái đã rồi tính gì thì tính. Có thật mới bực mình đau mà. Em như kiểu giờ muốn làm muốn nói thì phải nấu cơm ăn. Lại nấu bằng cái niêu cơm của Thái Dúi. Đây là cái niêu cơm của Thái Dúi.
không phải là niêu cơm đâu, mà cái niêu nó đựng cái gì, đựng ớt với tỏi. Nhưng mà mấy cái niêu đất nó đi, nó đựng ớt với tỏi rồi mình lấy, mình lấy luôn cái cơm, cái nắp đậy vô. Không được, cái này đợi nó không chín. Được luôn. Cái này đẩy, đẩy nó ra xa chưa. Nói chứ dạo này thì mình liên tục được uống một nửa ly cà phê, được nói nửa câu chuyện và được ăn nửa bữa cơm rồi để đó đi làm. Bởi khi nghe ai đó đánh giá về mình hay là nhận xét về mình hay là nói này ở nọ về mình, có thời gian đâu mà phân bua, có thời gian đâu mà giải thích. Ai muốn nghĩ gì, nói gì thì đó là chuyện của họ, còn việc của mình thì mình cứ sống phần của mình thôi. Kệ, cuộc sống mà. Vui thì mình cười, không vui thì mình không cười. Có gì đâu mà thấy lòng vòng phức tạp. Và phải đem cái vị để lên mới cháy quá. Mình nghe được ở đâu đó, hình như là ở trên mạng xã hội có một cái đoạn gọi là một có một cái đoạn là trích dẫn là ở trong kinh Phật. Nếu ai đó tặng bạn một món quà mà bạn không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Đôi khi bạn tức giận họ nhưng mà họ không nhận cái sự tức giận của bạn thì sự tức giận đó thuộc về bạn, nó thuộc về ai nữa? Tức chi, bực chi cho nó mệt. Và ngày hôm qua chạy xe trên đường cũng vậy, mình nói chung cũng đã tập được cái tính gọi là ớt cái này. Miễn sao mình an toàn là được rồi. Cái hồi mà đi bộ 1.800 cây và 50 ngày á, hồi đó tính đem theo nồi với gạo, giống như hồi ở bộ đội á, tính đem theo nồi với gạo để nấu cơm dọc đường luôn, mà má nặng quá mà không nổi, mang có hai bộ đồ với một chai nước suối lít rưỡi không, má muốn kẹo xương sống. Nhưng mà cái kiểu mà đi đi mà nấu ăn thì cũng khá là thú vị. Nếu bạn đủ bản lĩnh hãy thử một lần, để mai mốt về già không có tiếc cái thời trẻ của mình. Giống như bây giờ mấy ông già coi clip của mình cái hùi hùi luôn. Ông già coi cái clip của mình mà ông có đi coi lại, có đi coi lại 4-5 lần vậy mà ông biết chán. Ông vô ông còn comment mà coi đi coi lại coi tới lui mà cũng không thấy chán đó. Thì ông trẻ nếu đủ bản lĩnh thì cứ thử đi, cứ chơi đi, cứ thoải mái đi, cứ thử mọi điều bạn nghĩ, đừng có giết người đốt nhà là được rồi. Nặng quá, khói quá. Củi hôm qua nó mưa chùm nhẹt hết giờ nó mới cháy. Hết vậy trò. Mà khói quá. À, một con ong xa vào chảo lửa. Thì cách đây 4 năm cách đây 4 năm có một thằng bạn là đã chơi với nhau chắc cũng hot nhất 2-3-4 năm nhớ. Nhưng mà chơi với nhau từ hồi còn chưa đi học. Thì cái ngày mà nó tụi mình chào nhau bằng cái nén hương thì nhận ra một điều là sống thanh thản nó cũng rất là dễ. Thì
nhiên cái cuộc sống mà cơm áo gạo tiền áp lực đó, chứ đâu phải như con lật đật đâu mà cứ suốt ngày lật bên này lật bên kia, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia. Ai cũng có cái mối bận tâm trong cuộc sống, ai cũng có cái hóa đơn hàng ngày của mình hết. Sao cũng được, vì ngày mai để ngày mai lo những gì mình có. Ở thời điểm hiện tại mình tin rằng đó là cuộc sống là đang tập, còn cuộc sống của bạn là gì? Có thể là tín ngưỡng của bạn, có thể là niềm tin của bạn, còn cuộc sống của mình là những gì đã được được biết, được học và được tin. Có một vài người khi mà mình ngỏ lời với họ làm vlog thì ở đó mình cũng không thích làm một mình, thì mình cũng muốn có một ai đó đứng ra ấy lo hết mọi thứ cho mình, chỉ việc ngồi quay nói và dựng tập lên thôi. Thì họ nói mày làm cái đó sao được, mày nói hay đâu bằng khoai đâu, tất cả nó xuất phát từ cái sự cảm nhận thôi. Thì những cái gì mà mình thích thì mình sẽ làm rất là tốt, mình sẽ làm rất là hay ho. Nó có tốt không phải là tốt theo một cái chiều hướng tốt nào đó, mà tốt theo cái mà bạn đang nghĩ. Vì khi bạn làm xong bạn sẽ cảm thấy rất là vui vì điều đó, và bạn muốn ví dụ như một cái clip thì bạn muốn coi đi coi lại coi tới coi luôn coi hoài cái clip đó, và tự sướng là má sao mình có thể nói rồ cái đó, mình có thể làm hay được cái đó. Thì đó là do những gì bạn thích thì bạn sẽ làm được thôi. Giống như cái con bé em mình, nó sinh năm 2002, là năm ngoái nó hỏi mình là em nên học trường nào anh Hùng. Cái đó mình hỏi lại nó, ủa chứ giờ mày thấy mày thích cái gì, mày mạnh cái gì, mày giỏi cái gì thì mày học cái đó thôi, chứ mày hỏi tao biết, tao học đại học rồi mà tao biết. Đó, đúng người ghê. Nhưng mà khi mà bạn được ai đó hỏi hoặc là được ai đó tin tưởng thì bạn đã lợi được một người anh em rồi, chứ đâu phải tự nhiên khi không cả hỏi mình. À, mình những cái phần hai này thì mình tính kêu nó lên làm chung với mình, nhưng mà nó bận rồi, nó chạy event rồi, có vẻ ai event mày con mình sẽ được nếm cảm giác hóa ngủ gần sân khấu thế thôi. Mà thích thì mình cứ cho nó làm, họ không biết cái gì mình chỉ cái đó, ở đâu mà nói hối mày làm này không hợp mày, làm kia không hợp mày, thì sao biết hợp. Mình nói là nó mình là mình sao biết không hợp thì tự chuyện đổi à. Gió rất là to, lửa thì tư thế của mình là đây, thế với bản thân của mình là đây, còn thực tế với bản thân của bạn là gì hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Bởi vì mỗi chúng ta phải nhận ra được một điều là mình phải làm gì cho bản thân, nếu mà không nhận ra được cái điều đó thì nó cũng bông bông lắm. Cứ thứ gì trên đời này cũng có nguyên tắc của nó, ví dụ như nguyên tắc của những chiếc lá, khi mà nó vàng thì nó rơi, nó vàng thì nó héo nó rơi, nhưng mà dù sao trước đó cũng nó cũng đã được xanh được tươi đến tận cùng, đến kiệt cùng, và cuối cùng nó lại bạc, nó đã vàng và nó rụng. Và bây giờ mình sẽ cho cái đống củi này vô, hoặc như lũ cá nâu cá đối của nếp ở trên cái vị nướng. Nó có thể dãy đành đạch ở trên vị nướng, nhưng trước đó nó đã quậy sóng dưới lòng sông trước nhà. Đục nhà nào mà bên kia mới nhạt dữ vậy? Mình cùng nhau đóng băng luôn mới chịu, má trên này chưa đủ lạnh hay sao mà còn mình cùng nhau đóng băng. Bữa cái ống này đó. Ống thổi cho mất tiêu. Cháy rồi.
lúc điều kiện về ấm thì nó lại thế rồi. Thế nên mình đã cố gắng hết sức thì giờ thôi nó sẽ chạy. Để mưa thì mình bưng cái bếp vô nhà, chứ có gì đâu mà sợ. Bưng cái bếp vô nhà thì lấy cái béo gì mà ăn. Rồi nha, cái tập này mình sẽ kết thúc ở đây được rồi. Và nhớ subscribe rồi, đăng ký rồi, nhưng mà nhấn thêm cái nút cái chuông và chọn cái chữ nhận tất cả để anh em không có bỏ lỡ một cái clip hay ho nào của tôi hết. Có thể nó không hay ho vào thời điểm này, nhưng mà vào một cái thời điểm nào đó bạn rơi vào hoàn cảnh như mình thì sao, nó khá hay ho đấy. Nhớ subscribe đâu ta, nó trên cái màn hình subscribe đây hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt mà đốt. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.